Chào mừng các bé đến với kênh Dạy Học Mầm Non. Trong video ngày hôm nay, chúng mình sẽ học đánh vần chữ cờ với âm A và các dấu thanh. Cô mời các bé cùng hướng lên màn hình để chúng mình cùng học đánh vần nhé. Trước khi học đánh vần, chúng mình cùng ôn lại các dấu thanh nhé. Thanh huyền, thanh sắc, thanh hỏi, thanh ngã, thanh nặng. Đây là âm A, đây là âm cờ. Âm A, âm cờ. Âm A, âm cờ. Chúng mình cùng đánh vần với cô nhé. Cờ, A, ca. Cờ, A, ca, ca. Sau đây là ví dụ về chữ ca. Đây là hình ảnh cái ca. Cô có từ cái ca. Đây là hình ảnh ca sĩ. Cô có từ ca sĩ. Cờ, A, ca, huyền cà. Cờ, A, ca, huyền cà. Cà. Sau đây là ví dụ về chữ cà. Cô có bức tranh quả gì đây? À, đây là quả cà tím. Cô có từ cà tím. Cờ, A, ca, huyền cà. Tờ im tim sắc tím. Cà tím. La cà. L A la. Cờ A ca huyền cà. La cà. Cờ A ca sắc cá. Cờ A ca sắc cá. Cá. Sau đây là ví dụ về chữ cá. Cô có bức tranh con cá. Dưới bức tranh con cá, cô có từ con cá. Cờ, on, cờ on con. Cờ, A, ca, sắc cá. Con cá. Đây là con cá gì, các bé có biết không? Đây là cá quả đấy. Dưới bức tranh cá quả, cô có từ cá quả. Cờ, A, ca, sắc cá. Của A qua hỏi quả. Cá quả. Cờ, A, ca, hỏi cả. Cờ, A, ca, hỏi cả. Cả. Sau đây là ví dụ về chữ cả. Cô có từ anh cả. A nhờ anh. Cờ, A, ca, hỏi cả. Anh cả. Cờ, A, ca, nặng cạ. Cờ, A, ca, nặng cạ. Cạ. Sau đây là ví dụ về chữ cạ. Hợp cạ. Hờ, ơ, pờ, ớp. Hờ, ớp, hớp, lặng hợp. Cờ, A, ca, nặng cạ. Hợp cạ. Hôm nay chúng mình vừa học đánh vần chữ cờ với chữ A và các dấu thanh đấy. Bây giờ chúng mình cùng ôn lại các chữ chúng mình vừa học đánh vần nhé. Cờ, A, ca, ca. Cờ, A, ca, huyền cà, cà. Cờ, A, ca, sắc cá, cá. Cờ, A, ca, hỏi cả, cả. Cờ, A, ca, nặng cạ, cạ. Ca, cà, cá, cả, cạ. Bài học hôm nay đến đây là hết rồi. Nếu các bé thấy video của cô hay, các bé hãy ấn like, subscribe và đăng ký kênh của cô nhé.
để xem nhiều video hay hơn nữa. Tạm biệt các bé.